Xin chào các bạn học sinh lớp 9. Thì trong video trước chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong lý thuyết của bài số 9, chương 3, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, toán 9, tập 1. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục đến phần bài tập. Các em quan sát bài đầu tiên, bài 3.17. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Đấy, đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Như vậy thì muốn đưa được cái thừa số này ra ngoài dấu căn thì các em phải biến đổi. Sau đó để ở trong này nó xuất hiện được cái a mũ 2 nhân cho b. Thì khi mà các em đã có cái a mũ 2 này rồi á, thì các em sẽ đưa ra ngoài bằng cái công thức, đó là giá trị tuyệt đối của a và nhân cho căn b. Đấy. Nào, và cái cách đơn giản đó là chúng ta sẽ bấm máy tính. Đây. Giả sử thì nói về căn 52 ha. Căn 52. Thì các em bấm máy tính thì sẽ ra là 2 căn 13. Thì có nghĩa là bản chất của nó thì các em sẽ biến đổi là gì? Đây, thầy vừa hướng dẫn luôn đi ha. Như vậy thì căn 52. Các em bấm máy tính là bằng 2 căn 13 nè. Như vậy cái số 2 này mình đưa ngược vào trong đi. Đó chính là gì? Mình sẽ phân tích thành 2 mũ 2 nhân cho 13. 2 mũ 2 là bao nhiêu? Là 4. Nhân cho 13 thì nó là 52 đấy. Nè. 4 nhân cho 13 thì nó chính là 52. Đấy. Các em hiểu không nào? Đấy, mình bấm này, mình bấm là ra là 2 căn 13. Thì cái số 2 này á, bây giờ mình lại đưa vào trong căn. Mà muốn đưa vào trong căn thì mình phải mũ 2 lên. Nè, từ ngoài này, muốn đưa vào trong căn là mũ 2 lên. Đấy, như vậy thì mình đưa vào trong căn này mình mũ 2 lên. Nhân cho 13. Đấy, các em nắm được không? Ok ha. Rồi bây giờ chúng ta mới ghi giống cái kết quả của máy tính, đó là 2 chúng ta đưa ra ngoài. Tại vì khi đã có mũ 2 rồi mình đưa ra ngoài là mất cái mũ 2 này đi. Và còn lại là 2 căn 13. Đấy. Ok. Tương tự như vậy ta đến với câu B. Căn 27A với A lớn bằng 0. Như vậy thì ở đây ta có được căn bậc 2 của 27A. Rồi, thế 27 á, thì các em bấm máy tính thì chắc chắn nó sẽ ra là 3 căn 3. Này, căn của 27. 3 căn 3. Như vậy thì mình sẽ biến đổi thành gì? 3 mũ 2 nhân cho 3. Đúng không? 3 mũ 2 là 9, 9 nhân 3 là 27 đấy. Rồi mình lại nhân cho a tiếp. Bằng. Ở đây mình đưa cái 3 mũ 2 này ra ngoài, cứ có mũ 2 là các em được phép đưa ra ngoài. Vậy sẽ là 3 căn 3. Được không các em? Rồi, tương tự như vậy. Chỗ này chúng ta ghi luôn cái điều kiện này. Nó là a lớn bằng 0. Cái điều kiện này mục đích để cái a ở trong căn nó có nghĩa đó các em. Ok. Tiếp tục, căn bậc 2 của 50 căn 2 và cộng cho 100 bằng. Chỗ này thì các em thấy 50 nè, chỗ này có 100 nè. Như vậy thì thầy sẽ lấy 50 ra ngoài làm nhân tử chung. Lấy 50 làm nhân tử chung thì còn lại là căn 2 cộng cho 2. Được không nào? 50 ra ngoài làm nhân tử chung, lấy 50 đi còn căn 2 này. Chỗ này 100 lấy 50 đi thì còn 2. Đấy. Rồi, tiếp tục có số 50 đó chúng ta lại biến đổi bằng cách chúng ta sử dụng máy tính. 50 thực ra nó bằng 5 căn 2 thôi. Rồi bằng 5 căn 2, như vậy thì chúng ta sẽ ghi lại đó là gì? 50 thì thầy sẽ biến đổi thành 5 mũ 2 nhân cho 2 và nhân cho căn 2 cộng 2. 5 mũ 2 là 25, 25 nhân 2 là 50. Đây. Rồi ghi lại căn 2 cộng 2. Rồi bây giờ ta đưa 5 ra ngoài. Vậy chỗ này sẽ bằng 5 căn bậc 2 của 2 nhân cho căn 2 cộng 2. Ok ha. Rồi trong này là chúng ta lại nhân tiếp tục đơn thức với lại đa thức. 2 nhân căn 2 thì sẽ là 2 căn 2. 2 nhân cho 2 là cộng 4. Rồi. Thì chỗ này các em lưu ý nha. Cái cộng 4 này các em không đưa ra ngoài được này. Tại vì muốn đưa ra ngoài được á, thì chúng ta phải biến đổi về nhân này các em. Đấy, các em lưu ý nha. Đấy, tất cả đưa ra ngoài được phải là nhân này. Nhân này. Đây. Nhân này.
Đấy, còn chỗ này là cộng là không đưa ra ngoài được nha. Ok. Rồi, câu cuối cùng, câu D. Câu D tương tự, mình có được 9 căn 5 và trừ cho 18. Chúng ta cũng làm tương tự. Rõ ràng ở đây chúng ta có 9 căn 5, ở đây mình có 18 là 9 nhân 2. Như vậy chúng ta lấy 9 ra ngoài làm nhân tử chung. Rồi, còn lại là căn 5 và trừ cho 2. 9 thì chúng ta biến đổi dễ rồi, chúng ta khỏi dùng máy tính đi. Đó là bằng gì? 3 mũ 2. Đúng không? Rồi, nhân cho căn 5 trừ 2. 3 mũ 2 đưa ra ngoài là bằng 3. Được không nào? Cứ có mũ 2 này các em đưa ra ngoài là bằng 3, bỏ mũ 2 đi. Thì trong căn của mình sẽ còn lại là căn 5 trừ 2. Ok. Rồi, như vậy thì xong bài 3.17. Tiếp tục mình đến với bài 3.18. Rồi, các em quan sát bài 3.18. Đưa thừa số vào trong dấu căn. À, ngược lại, khi nãy chúng ta đưa ra ngoài rồi. Thế thì bây giờ ta đưa vào trong dấu căn. À, thì đơn giản thôi, đó là chúng ta có A căn B. Các em muốn đưa cái A này mà vào trong này á, thì các em chỉ cần mũ 2 lên là xong. Đó là A mũ 2 nhân B. Đúng không? Thì bản chất của nó là mang tính chất hai chiều mà. Ở đây khi các em đã có mũ 2 rồi, các em đưa ra ngoài thì các em mất mũ 2 đi. Đấy, mà đưa vào trong thì các em sẽ còn mũ 2. Đấy, giống như cái việc khi nãy thầy nói thôi. Đó là ví dụ như mình có được căn của 27 này, thì nó sẽ bằng 3 căn 3. Đúng không? Đấy, 3 căn 3 thì của nó sẽ là gì? Đây. Ví dụ giảng lại cho kỹ, không mấy cái này nó hơi quằn quằn là các em lại không có nắm được. À, 3 căn 3. Như vậy thì ở đây là gì? Thừa số ở bên ngoài các em đưa vào căn thì có phải là các em sẽ đưa bằng gì? Mũ 2 lên. Đúng không? Đấy. Nên chính vì vậy nên khi nãy thầy nói các em á, đó là các em bấm máy tính được cái gì á, thì các em cứ đưa vào trong đã, rồi từ từ các em đưa ra ngoài sau. Tại vì cái bài đầu tiên của chúng ta là bài đưa ra ngoài, đưa thừa số ra ngoài ha. Ok. Bây giờ chúng ta đưa vào trong thì ngược lại. Câu A, 4 căn 3. Rồi bây giờ ta đưa thừa số vào trong. Như vậy thì mình sẽ là gì? Số 4 ta đưa vào trong, người ta mũ 2 lên và ta vẫn nhân với căn 3. Đấy. Mà 4 mũ 2 là 16. 16 mà nhân căn 3 thì sẽ là gì? Xin lỗi, 16 nhân 3 sẽ là 48. Đấy. Rồi tiếp tục câu cụ B. Tương tự như vậy ta sẽ có được âm 2 căn 7 bằng. Ở chỗ này thì các em đừng có đưa cái dấu âm vào, các em chỉ lấy số 2 các em đưa thôi. Như vậy dấu trừ ta vẫn ghi này, dấu âm ta vẫn ghi lại. Ta đưa số 2 vào trong, đó là 2 mũ 2 nhân cho 7. Các em đừng có đưa dấu âm vào nha, đưa dấu âm là sai. Như vậy thì đây, giữ lại cái dấu trừ ở bên ngoài. 2 mình đưa vào trong là 2 mũ 2. 2 mũ 2 là 4, 4 nhân 7 thì sẽ là gì? Âm căn của 28. Tiếp tục câu C. 4 căn bậc 2 của 15 phần 2. Rồi bây giờ ta đưa vào trong. Như vậy sẽ là 4 mũ 2 nhân cho 15 phần 2. 4 mũ 2 là mấy? 16. Đúng không? 16 mà rút gọn cái này đi cho 2 thì sẽ ra được 8. 8 nhân cho 15. Đúng không nào? Là 8 là 40, như vậy thì sẽ là 120. Căn của 120. Đấy. Còn bạn nào mà không tính nhẩm được thì các bạn cứ bấm máy tính thôi. 4 mũ 2 này nhân cho 15 phần 2 bằng 120. Ok, cô đê. Tương tự chúng ta có trừ 5 căn bậc 2 của 16 phần 5. Dấu trừ mình để bên ngoài, dấu âm mình để bên ngoài. Số 5 chúng ta đưa vào, ta mũ 2 lên, nhân cho 16 phần 5. Rồi, 5 mũ 2 là bằng 25, rút gọn. Ở mẫu cho 5 đi thì còn 5, mà 16 nhân với 5 thì nó bằng căn 80. Ok. Rồi, như vậy thì chúng ta xong bài 3.18. Thì với đưa cái thừa số vào trong dấu căn thì nó dễ hơn. Còn đưa ra ngoài dấu căn thì nó khó hơn một chút. Thì chúng ta bấm máy tính chúng ta vẫn xử lý được mà. Ok ha.
Tiếp tục mình đến với bài 3.19. Rồi, các em quan sát bài 3.19 khử mẫu ở trong căn. Với việc khử mẫu trong căn này thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp như sau. Đó là các em để ý, mình có được đó là căn A phần B. Thì các em nhìn thấy mẫu là cái gì á, thì tử mẫu các em sẽ nhân cho cái đó. Như vậy thì ta sẽ có được gì? Thầy lấy tử này thầy nhân cho B và mẫu thầy lại nhân cho B. Tức là mẫu là B thì ta sẽ nhân thêm cho B nữa. Mà mẫu nhân B thì tử phải nhân B. Đấy. Và khi đây thì ta sẽ có được đó là gì? Đó là căn bậc 2 của AB phần phần B. Đấy, bản chất của nó là như vậy các em. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta có câu A. Và đây sẽ là 2A căn bậc 2 của 3 phần 5. Như vậy thì các em nhìn thấy mẫu ở trong căn đó là mẫu 5. Như vậy thì tiếp tục thầy sẽ nhân cho 5. Như vậy thì tử thầy sẽ nhân 5 này và mẫu thầy sẽ nhân 5 để trở thành 5 mũ 2. Được không nào? 5 thì nhân 5 nữa là 5 mũ 2. Đấy, 3 nhân 5. Ok. Rồi bây giờ chúng ta đưa ra ngoài. Như vậy thì 2A mẫu thì các em sẽ đưa ở dưới mẫu nha. 5 này ta đưa ra ngoài thì có phải là trở thành gì? 5 mũ 2 đưa ra ngoài là 5. Nhớ là ở trong căn bậc 2 á, nằm ở dưới mẫu thì đưa ra ngoài nó vẫn nằm dưới mẫu. Ở trên tử đưa ra ngoài nó phải nằm trên tử. Lưu ý cái đó là các em không được nhầm lẫn. Rồi còn lại sẽ là gì? Căn bậc 2 của 15. Đúng chưa? 3 nhân 5 là 15, số 5 mũ 2 này ta đưa ra ngoài rồi, ở dưới này rồi. Ok, như vậy là xong rồi. Rồi, câu B. Trừ 3x nhân cho căn bậc 2 của 5 phần x với x lớn hơn 0. Như vậy thì ở đây tương tự, trừ 3x thầy ghi lại. Nhân cho, tương tự, 5 mình sẽ nhân cho x và x mình nhân cho x được x mũ 2. Tiếp tục, bây giờ ta lại đưa ra cái x mũ 2 này ra ngoài mà x nằm dưới mẫu thì nó vẫn là x thôi, đúng không? Như vậy thì nó sẽ là trừ 3x, thầy ghi lại trên tử. Cái x mũ 2 ở trong căn đưa ra ngoài sẽ là gì? Giá trị tuyệt đối của x. Ở trên này chúng ta không cần giá trị tuyệt đối tại vì chúng ta biết hiển nhiên cái 5 này là nó dương được em. Nên là số đôi lúc là chúng ta lược bỏ một bước đi, ta bỏ một bước giá trị tuyệt đối đi ha. Rồi nhân cho căn bậc 2 của 5x tại vì mẫu chúng ta đã đưa ra ngoài rồi nè. Ok. Thế thì căn bậc 2 của x mà với cái điều kiện là x lớn hơn 0 nên chắc chắn là x sẽ là dương. Như vậy thì sẽ là âm 3x phần phần x. Đấy, ta bỏ giá trị tuyệt đối đi và chỗ này là 5x. Rồi mình rút gọn x với x này mình rút gọn nhưng mà còn lại là trừ 3 căn 5x và với điều kiện đó là x lớn hơn 0. Rồi tiếp tục câu C. Câu C ta có âm căn bậc 2 của 3a phần b. Thì chỗ này tương tự chúng ta có mẫu là b thì tử mẫu mình sẽ nhân cho b nữa thôi, nhân thêm vào. Dấu âm bên ngoài mình vẫn ghi lại, đó là 3AB phần cho B mũ 2. Rồi. Ở đây ta đưa mẫu ra ngoài, nhưng mà ở vì phía này á, chúng ta không có số nào hết á, thì chúng ta phải mượn số 1 ha. Thì em nhớ nha. Rồi, như vậy thì nó sẽ là trừ 1 phần B. Nhưng mà đưa ra ngoài thì ta sẽ dùng giá trị tuyệt đối. Được không nào? Rồi, nhân cho căn bậc 2 của 3AB. Đấy. Thầy nói lại chỗ này tí xíu nè. Đó là ở trên này chúng ta có được là âm 3x rồi nên là khi đưa ra ngoài thì chúng ta không cần mượn số 1 thì bản chất của nó là tử rồi. Ta đưa ra ngoài thì nó nằm ở dưới mẫu này rồi này. Đấy, mẫu thì đưa ra ngoài là mẫu, có sẵn tử rồi thì chúng ta ghi tử mẫu y chang thôi. Còn ở đây thì nó không có tử thì các em phải hiểu được là trừ chỗ này là trừ 1 hoặc là không có gì hết thì nó sẽ là 1. Đấy, như vậy thì mình đưa ra ngoài thì nó nằm dưới mẫu. Đúng không? Chứ làm sao mình ở trong này giả sử như ở đây là mẫu đi, đưa ra ngoài thì nó sẽ nằm dưới mẫu, nhưng mà trên này chẳng lẽ là nó trống lỏng như thế này, làm sao mà được. Đấy, như vậy thì nhớ là gì, có số 1 nữa ha. Ok, thế bây giờ B của chúng ta là điều kiện là B lớn hơn 0, chính vì vậy nên là gì, giá trị tuyệt đối của nó cũng sẽ lớn hơn 0, nhưng mà sẽ là trừ 1 phần B.
căn bậc 2 của 3b. Và điều kiện đó là gì? A lớn bằng 0 và B lớn 0. Rồi, ok. Như vậy chúng ta xong bài 3.19. Tiếp tục mình đến với bài 3.20. Rồi, các em quan sát bài 3.20. Trục căn thức ở mẫu. Như vậy thì cái phần mà trục căn thức ở mẫu này á, bản chất của nó sẽ là như thế này các em. Đó là chúng ta có A phần căn B á, thì mình sẽ lấy A mình nhân cho căn B. Tức là tử mình sẽ nhân cho căn B và mẫu mình sẽ nhân cho căn B. Đấy, khi nó đứng một mình nó thì các em cứ nhân thoải mái. Đấy, ở đây có căn B thì mình nhân thêm cho căn B nữa. Mẫu nhân căn B thì tử nhân căn B. Thì từ đây ta sẽ có được A căn B. Và căn B nhân căn B thì nó sẽ bằng bằng B. Đấy. Cái nội dung thứ hai á, đó là chúng ta có được gì? Chẳng hạn như là mình có được đó là căn 5 trừ 2. Thì mình cứ nhìn có căn 5 trừ 2 thì mình sẽ nhân cho căn 5 cộng 2. Mục đích ta nhân để làm gì? Để cái mẫu nó xuất hiện cái hằng đẳng thức đó là A trừ B. Nhân cho A cộng B. Thì khi đó ta sẽ đưa về A mũ 2 trừ cho B mũ 2. Đấy. Như vậy thì các em cứ nhìn thấy là gì? Mẫu của mình có trừ rồi á, thì mình sẽ nhân cho lượng cộng. Mẫu mà có lượng cộng rồi á, thì mình sẽ nhân cho lượng trừ. Thế thôi. Ok. Câu A. Chúng ta có 4 cộng cho 3 căn 5 phần căn 5. Như vậy thì ở đây có căn 5 thì tử mẫu thầy sẽ nhân cho căn 5. Như vậy 4 cộng cho 3 căn 5 tất cả thầy nhân cho căn 5 phần dưới mẫu thầy nhân cho căn 5. Mà căn 5 nhân cho căn 5 thì sẽ bằng bằng 5, đúng không? Rồi. Chỗ này chúng ta lấy đơn thức nhân cho đa thức. Như vậy là căn 5 nhân cho 4 thì sẽ là 4 căn 5. Này mà bạn nào không biết thì cứ bấm máy tính ha. Rồi, căn 5 nhân cho 3 căn 5 thì nó sẽ ra là 15. Đấy. Đó, như vậy thì chúng ta đã trục được cái căn thức ở mẫu này. Có nghĩa là gì? Ban đầu nó có căn bậc 2 nhưng mà chúng ta trục, tức là chúng ta làm mất đi. Ok. Rồi, 1 phần căn 5 trừ 2. Như vậy khi mà đã có được là căn 5 trừ 2 rồi á, thì mình sẽ nhân cho một lượng là căn 5 cộng 2. Như vậy tử thầy sẽ nhân cho căn 5 cộng 2. Mẫu thầy cũng nhân cho căn 5 cộng 2. Đấy, có căn 5 trừ 2 rồi thì sẽ nhân cho căn 5 cộng 2. Thầy ghi ra giữa cho đẹp ha. Rồi. Thế thì ở dưới này mình có được cái gì? Hằng đẳng thức nè các em. Căn 5 trừ 2, căn 5 cộng 2, tức là A trừ B, A cộng B, thì nó sẽ bằng gì? A bình trừ cho B bình, đúng không? Đấy. Và ở đây thì ta sẽ có được nó chính là căn 5 cộng 2. Rồi, căn 5, tất cả mũ 2 là bằng 5. Rồi, chỗ này là 2 mũ 2 là 4, 5 trừ 4 thì bằng 1. Bằng 1 thì coi như ta bỏ luôn đi. Đấy, thì coi như ta trục xong. Mất cái căn thức ở mẫu rồi. Câu C. 3 cộng căn 3 phần 1 trừ căn 3. Như vậy thì ở đây ta có 1 trừ căn 3. Như vậy thì mình nhân cho một cái lượng cộng, đó là 1 cộng căn 3 thôi. Rồi, 3 cộng căn 3 thầy ghi lại. Trên tử thầy nhân cho lượng cộng, đó là 1 cộng căn 3. Dưới mẫu thầy có 1 trừ căn 3 rồi. Như vậy thầy sẽ nhân cho 1 cộng căn 3. Rồi, ở trên này thì chúng ta lấy đa thức nhân đa thức thôi. Mình có được gì? 3 nhân 1 là bằng 3. 3 nhân cho căn 3 là cộng 3 căn 3. Căn 3 nhân 1 là căn 3. Tức là cộng cho căn 3. Căn 3 nhân cho căn 3 là bằng 3. Em không nhân được thì các em bấm máy tính nha, chứ đừng có tính nhẩm mà là tính không đúng là sai á.
Rồi chỗ này là 1 trừ cho căn 3 và 1 cộng căn 3 thì sẽ là gì? A mũ 2 trừ cho B mũ 2. Theo hàng đẳng thức này mà. Đấy, cứ lấy cái đầu tiên mũ 2 lên rồi trừ cho cái thứ hai mũ 2 lên thôi. À, lấy cái đầu tiên mũ 2 lên, trừ cho cái thứ hai mũ 2 lên. Rồi chỗ này là 3 cộng 3 là bằng 6 này. Rồi. Và chỗ này chúng ta có được 3 căn 3 cộng cho 1 căn 3 tức là bằng 4 căn 3 phần 1 mũ 2 là 1, 1 trừ cho 3 thì kết quả là còn trừ 2. Rồi chỗ này chúng ta lấy 2 ra ngoài làm nhân tử chung là các em. Vậy khi lấy 2 ra ngoài làm nhân tử chung thì còn lại là 3. Và lấy 2 ra ngoài làm nhân tử chung thì còn lại đó là cộng 2 căn 3 và phần âm 2. Đó, ở trên này có số 2, dưới này có số 2, rút gọn đi. Cái dấu trừ mình đồng thời mình chuyển lên tử luôn. Như vậy thì sẽ là trừ cho 3 cộng cho 2 căn 3. À, ok. Và cái này mà các em muốn thêm thì các em trừ 3 trừ cho 2 căn 3 thôi. Được ha? Là tiếp tục câu D. À, câu D chúng ta có căn 2 trên cho căn 3 cộng căn 2. Căn 2 trên cho căn 3 cộng cho căn 2. Cái này thì dễ rồi. À, chúng ta có lượng cộng thì mình sẽ nhân cho lượng trừ đúng không? Như vậy sẽ là căn 2 nhân cho căn 3 trừ căn 2. Rồi, trên cho căn 3 cộng căn 2 nhân cho căn 3 trừ căn 2. Đấy. Rồi, ở đây là đơn thức nhân đa thức. Ở chỗ này là căn 2 nhân với căn 3 thì ra căn 6 này. Em bấm máy tính ha, không biết cứ bấm máy tính. Đơn thức nhân đa thức. Căn 2 nhân căn 3 thì là căn 6. Tiếp tục. Căn 2 nhân với lại trừ căn 2 thì kết quả sẽ là 2. Phần ở dưới này chúng ta sẽ lấy theo hàng đẳng thức đó là A mũ 2 trừ cho B mũ 2. Căn 3 mũ 2 là bằng 3, căn 2 mũ 2 là bằng 2, 3 trừ cho 2 là bằng 1. 1 thì coi như ta bỏ luôn đi, tôi ghi lại cái tử thôi. Đó là căn 6 trừ 2. Ok ha. Đó, chúng ta xong bài 3.20. Thì với bài 3.20 á, thì các em cứ nhớ là gì? Cứ có lượng cộng thì các em sẽ nhân cho lượng trừ. Có lượng trừ thì các em sẽ nhân cho lượng cộng. Thế thôi. Còn khi đứng một mình nó thì chúng ta nhân cho chính bản thân nó là xong. Đấy, đứng một mình nó thì nhân cho căn B nữa. Đứng một mình nó thì tử mẫu thì nhân cho căn 5 nữa. Ok. Đó, tiếp tục ta đến với bài 3.21. Đó, các em quan sát bài 3.21. Rút gọn các biểu thức sau. Như vậy ở đây thì ta có cái biểu thức A, biểu thức B và biểu thức C. Thế mình nhìn đây nè. Mình cứ nhìn thấy có mẫu ở trong căn á, thì mình trục căn đi. Bằng cách đó là mình nhân cho chính bản thân nó là xong. Câu A thì nghĩ là đề bài 2 căn bậc 2 của 2 phần 3 trừ cho 4 căn bậc 2 của 3 phần 2. Như vậy thì ở chỗ này 2 thầy ghi lại, ở đây là tử thầy nhân 3 và mẫu thầy cũng nhân 3 luôn. Đấy. Và nhân 3 thầy vòng qua mũ 2 đi các em ha. Để lát là mình có mũ 2 mình đưa ra ngoài cho dễ. Tiếp tục trừ cho 4. Tiếp tục đó là mình sẽ gì? 3 nhân 2 và mẫu mình cũng nhân 2 là 2 mũ 2. Rồi. Bây giờ chúng ta đưa ra ngoài thôi. Như vậy thì 3 nằm ở mẫu, ta đưa ra ngoài sẽ bằng 2 phần 3, tức là nó cũng nằm ở mẫu luôn. À, số 2 này, thầy ghi lại ở tử này. Số 3 thầy đưa ra ngoài nó nằm dưới mẫu, nên nó là 2 phần 3. 2 phần 3 gì? Căn của 2 nhân 3 là căn 6. Trừ cho 4, chúng ta đưa 2 ra ngoài luôn. Đúng không? 2 mũ 2 mình đưa ra ngoài là 2. 3 nhân 2 là 6. Rồi. Cái chỗ này 2 phần 3 căn 6 trừ cho 4 phần 2 căn 6. Rồi chỗ này thì nó giống nhau căn 6 rồi thì chúng ta sẽ lấy 2 phần 3 ta trừ cho 4 phần 2. Rồi 4 phần 2 là bằng 2 đó các. Rồi căn 6. Đấy. Ta cứ lấy cái số này ta trừ cho cái số này. Sau ta ghi là căn 6.
Đó, như vậy mình có được 2 phần 3 trừ 4 phần 2 là trừ 2 đi ha. Và kết quả là bằng trừ 4 phần 3 căn 6. Rồi, ok, rút gọn xong rồi đấy. Tiếp tục câu B. 5 căn 48 trừ 3 căn 27 cộng cho 2 căn 12 và phần cho căn 3. Mình ngăn cái này ra đây ha. Rồi chỗ này chúng ta nhìn thấy cái căn 48 này chắc chắn rồi. Nếu như các em nhẩm nhẩm được á thì chúng ta nhẩm, còn nếu như không thì chúng ta bấm máy tính. Như vậy mình có được căn 48 nè. Thì nó bằng cái gì? 4 căn 3. Như vậy thì các em sẽ ghi đó là 5 nhân cho căn bậc 2 của 4 mũ 2 nhân 3. Đấy, các em cứ nhìn thấy số 4 đúng không? Nằm ở bên ngoài này. Đấy các em. Các em thấy số 4 nằm bên ngoài thì các em cứ vẫn ghi như thế, các em vẫn ghi bên trong căn bậc 2. Các em mũ 2 lên rồi các em nhân 3. Để lát nữa mình đưa số 4 ra ngoài thì nó giống cái này thôi. À, tiếp tục trừ cho 3 nhân căn 27, 27 thì mình làm thường xuyên rồi, đó là bằng 3 mũ 2 nhân 3. Đúng không? Và cộng cho 2 căn 12 thì nó sẽ bằng gì? 2 mũ 2 nhân 3. Đấy, phần căn 3. Tiếp tục. Rồi bây giờ ta đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Như vậy sẽ là 5 nhân 4 căn 3 trừ cho 3 nhân cho 3. Đúng không? Số 5 này ghi lại. 4 mũ 2 đưa ra ngoài là 4 căn 3. Số 3 ghi lại, 3 mũ 2 đưa ra ngoài là 3 căn 3. Cộng cho 2 nhân 2 căn 3. Rồi, trên cho căn 3. Này chúng ta sẽ có mấy? 5 nhân 4 là 20. Căn 3 trừ cho 9 căn 3 và cộng cho 4 căn 3. Thật ra khi các em làm nhanh là bước này các em bỏ cũng được này. Rồi. Phần căn 3. Chúng ta lấy căn 3 ra ngoài làm nhân tử chung đúng không? Hoặc là chúng ta cứ trừ thôi, cứ giống căn 3 ta trừ bình thường thôi. 20 mà trừ 9 là còn 11. 11 mà cộng 4 sẽ là 15. Như vậy thì mình sẽ có được là 15 căn 3. Phần căn 3. Căn 3 với căn 3 rút gọn thì còn lại là 15. Ok. Rồi chúng ta sang câu B. Tiếp tục câu C ha. Rồi ta xóa câu A câu B ha. Đây bạn là câu C. Câu C. 1 phần 3 cộng 2 căn 2 cộng cho 4 căn 2 trừ 4 phần 2 trừ căn 2. Rồi. À, thế thì ở đây ta sẽ có được cái gì? À, đầu tiên á, đó là chúng ta sẽ trục cái căn thức ở mẫu này đi. Các em đừng có quy đồng các em, tại vì các em nhìn thấy nè. 3 cộng cho 2 căn 2 mà chỗ này là 2 trừ căn 2. Thì khi mà các em quy đồng á, các em nhân chéo cái mẫu đó các em không có xử lý được đâu. À, chính vì vậy nên là việc làm ở đây đó là chúng ta sẽ trục căn thức ở mẫu. Đấy. À, bây giờ chúng ta làm như vậy thì ở đây thầy sẽ có mẫu, ở đây thầy sẽ nhân cho 3 trừ cho căn 2. Ở đây thầy nhắc lại nha, thầy không quy đồng mà là thầy trục căn thức nha các em, nên là thầy làm riêng biệt nha. Ở đây có lượng cộng thì thầy sẽ nhân cho lượng trừ, như vậy sẽ là 3 trừ cho 2 căn 2. Rồi ở dưới mẫu của thầy, thầy có 3 cộng cho 2 căn 2 là thầy nhân cho 3 trừ 2 căn 2. Làm ra số đây là thích làm gì làm các em. Rồi. Tiếp tục cộng. Tương tự ở đây thầy cũng trục căn thức, thầy thấy là 2 trừ căn 2 nên là tử thầy sẽ nhân cho 2 cộng căn 2. Và mẫu thầy cũng nhân cho y chang như vậy.
Rồi. Ở đây mình có 3 trừ căn 2 không xử lý gì được thì thầy ghi lại thôi, đó là 3 trừ cho 2 căn 2 phần. Chỗ này A cộng B, A trừ B thì sẽ là A bình trừ cho B bình. Rồi cộng. Ở trên này thầy xử lý nè. Đó là nhân 3 thức và đa thức. 4 căn 2 nhân cho 2 thì sẽ là 8 căn 2. 4 căn 2 nhân cho căn 2 thì kết quả sẽ ra là 8. Được không? Còn không thì các em bấm máy tính nha. Thế đừng có nhầm nhầm là sai đây nè. 4 căn 2 mà nhân cho 2 á. Đấy là 8 căn 2 này. Và 4 căn 2 mà nhân cho căn 2 á thì sẽ là 8 này. Đấy. Rồi tương tự trừ 4 nhân 2 thì sẽ ra trừ 8. Trừ 4 nhân cho căn 2 thì sẽ ra trừ cho 4 căn 2. Ok. Dưới này tương tự sẽ là A bình là 2 bình trừ cho B bình tức là căn 2 tất cả bình. Rồi. Như vậy mình có 3 trừ căn 2 thầy ghi lại, trừ 2 căn 2 thầy ghi lại. 3 mũ 2 là 9. 9 trừ cho cái cộng này là 8 là 1 đấy. Đây, còn không thì bấm máy tính dần nha. 3 mũ 2 này trừ cho mở ngoặc 2 căn 2 đóng ngoặc mũ 2 thì nó bằng 1. Bằng 1 thì coi như mình không ghi luôn đi ha. Như vậy sẽ là gì? 3 mà ghi luôn này, lát mình quy đồng cho nó dễ. Ghi luôn đi các em, lát mình quy đồng cho dễ. Rồi cộng cho. Ở trên này chúng ta rút gọn, 8 trừ 8 bằng 0. 8 căn 2 trừ 4 căn 2 là còn 4 căn 2. Dưới mẫu 2 mũ 2 là 4, 4 trừ cho căn 2 tất cả mũ 2 là 2 là được 2. Rồi mình quy đồng cái này lên. Đó là chúng ta sẽ nhân cho 2. Bây giờ chúng ta mới quy đồng này. 3 trừ cho 2 căn 2 phần cho 2 cộng cho 4 căn 2 phần 2. Rồi. Như vậy thì ở đây là cùng mẫu rồi, ta giữ nguyên mẫu. Đó là 2. Ta nhân vào, 2 nhân 3 là 6. 2 nhân cho trừ 2 căn 2 là trừ 4 căn 2. Rồi, chỗ này là ta cộng cho 4 căn 2. Ta cùng mẫu rồi, ta lấy tử, ta cộng tử mà. Không, ta cộng 4 căn 2. Thế trừ 4 căn 2 cộng 4 căn 2 thì còn 6 phần 2. Mà 6 phần 2 thì kết quả sẽ bằng 3. Đấy. Ok ha. Thì với những cái bài tập này ta có nhiều cách làm các em. Nhưng mà ở đây thì dễ nhất là chúng ta trục căn thức. Còn bạn nào mà lấy căn 2 ra ngoài làm nhân tử chung á, lấy 4 ra ngoài làm nhân tử chung thì cũng ok thôi. Đấy. Thì làm như thế nào cũng được cả. Rồi, chúng ta xong bài 3.21. Tiếp tục, mình đến với bài cuối cùng, bài 3.22. Rồi, ok, tiếp tục, bài 3.22. Rút gọn biểu thức A. Ở đây thì mình có được đó là căn x cộng 3 và 3 trừ căn x. Rồi, vậy thì ở đây chắc chắn là chúng ta phải quy đồng rồi. Nhưng mà các em hiểu thầy cái này nè. Mình có A cộng B thì nó cũng sẽ bằng gì? B cộng A. Tức là tính chất giao hóa của phép cộng. Chính vì vậy nên là căn x trừ căn x mà cộng 3 thì nó cũng chính bằng 3 cộng căn x. Đó. Tại sao thầy lại nói cái này? Tại vì mình có 3 cộng căn x và ở đây có 3 trừ căn x thì mình chỉ cần làm gì? Lấy mẫu thứ nhất, lấy phân thức thứ nhất nhân cho mẫu thứ hai và lấy phân thức thứ hai nhân cho mẫu thứ nhất là xong. Thì nó sẽ xuất hiện được cái hằng đẳng thức. Được ha? Tức là A trừ B nhân A cộng B đó các em. Rồi A thầy ghi lại căn x nhân cho 1 phần cho căn x cộng 3 trừ cho 1 phần 3 trừ căn x. Đấy. Như vậy thì các em để ý nha. Căn x cộng 3 nó sẽ bằng 3 cộng căn x nha. Chính vì vậy nên lát là thầy ghi ngược lại luôn. Như vậy thì chỗ này căn x thầy ghi lại này. Rồi, nhân cho. Chỗ này chúng ta quy đồng. Như vậy mình có được đó là căn x cộng 3 rồi, đúng không? Thì mình sẽ nhân cho 3 trừ căn x. Như vậy tử sẽ là 3 trừ căn x. Và mẫu của chúng ta sẽ là 3 cộng căn x. Thầy đảo lại đấy.
nhân cho 3 trừ căn x. Rồi, này thầy ghi ở giữa. Ok, bên trong mặt tròn rồi thì bên ngoài thầy dùng mặt vuông cho đẹp. Tiếp tục, mình có được 3 trừ căn x rồi thì tự mẫu thầy sẽ nhân cho 3 cộng căn x phần 3 này cộng căn x phần 3 trừ căn x nhân cho 3 cộng căn x. Cái bản chất của cái này là vừa quy đồng mà vừa trục căn thức luôn á các em. Đấy. Là căn x thầy ghi lại. Chỗ này chúng ta có được gì? Cùng mẫu rồi đúng không? Như vậy ta lấy tử cộng tử và tử trừ tử và giữ nguyên mẫu. Mẫu của chúng ta sẽ là gì? 3 cộng căn x và 3 trừ căn x. Như vậy thì thầy biến đổi về hàng đẳng thức luôn, đó là 3 mũ 2 trừ cho căn x tất cả mũ 2 luôn nha. Ok. Rồi 3 trừ căn x thầy ghi lại. Ở đây có dấu trừ đằng trước nên chúng ta đổi dấu hết, sẽ là trừ 3 và trừ căn x. Tiếp tục. A bằng. Rồi bên ngoài căn x thầy ghi lại. Ở bên trong vậy ta còn được gì? 3 trừ 3 là bằng 0 rồi nè. Trừ căn x với lại trừ căn x sẽ là trừ 2 căn x phần 3 mũ 2 là bằng 9, trừ cho căn x tất cả mũ 2 là bằng x. Ok, tới đây ta lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu. Như vậy thì căn x tức là căn x phần 1, căn x nhân cho căn x thì kết quả của chúng ta sẽ là trừ 2x, đúng không? Căn x nhân cho căn x là bằng x. Đấy, trừ 2x và chỗ này là 9 trừ trừ x. Rồi chỗ này chúng ta ghi cái điều kiện vào, với x của chúng ta như thế nào? Khác 9, đúng không? Và rõ ràng rồi, căn bậc 2 thì rõ ràng x sẽ lớn hơn bằng 0. Đấy. Ok. Đó là cái điều kiện mà đề bài cho đó các em, chứ không đi đâu hết. X kháng 9 này và x lớn bằng 0 ha. Đấy. Rồi ok, như vậy thì chúng ta xong bài 3.22. Cũng là bài cuối cùng. Thì rút gọn thì tới đây chúng ta dừng nha. Cái x này chúng ta không rút gọn được với x này nha các em. Tại vì phía trước này nó không có x này. Đấy. Rút gọn khi nào mà nó nhân thì chúng ta mới rút gọn được. Rồi. Thì trong video hôm sau chúng ta tiếp tục đến với lý thuyết của bài số 10, căn bậc 3 và căn thức bậc 3. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong video hôm sau. Chúc các em học tốt.